bé chó Bundle bé nhỏ đáng yêu này đã được khách chốt rồi nha. Đây là bé Bundle chuẩn size tiny nha anh chị, nhỏ xinh đáng yêu vô cùng luôn. Màu đỏ nâu nè. Đây là bé gái nha. Và em hẹn khách của em là ở ngay siêu thị Big C Cần Thơ đây. Khách của em thì từ bên thành phố Vĩnh Long qua nha anh chị ơi. Và bây giờ thì em đang chuẩn bị đợi khách của em đây. Đây là hai mẹ con của em Nguyên từ bên Vĩnh Long qua để rước bé Bundle về chăm nha. Các bé bên nhà em thì còn rất là nhiều bé chưa có chủ nè. Anh chị nào mà yêu thích các dòng chó Bundle búp mặt sệ bên nhà em thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0939 285 272 nha. Shop sẽ giao trực tiếp nè tận nơi như thế này và hướng dẫn tận tình các anh chị cách chăm sóc bé luôn ạ. Không quên là giao kèm sổ sức khỏe nè, tiêm ngừa sổ dung đầy đủ và tặng kèm vòng đeo cổ nha. Bên em thì có hướng dẫn tất cả các anh chị mình chăm sóc bé tận tình sau khi mà mua hàng nè.